Có giỡn thực không? nè 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 con hút Nè. Uống thử nè. đi. Chín nha, vậy là chín. Chưa đâu. Đi nước thịt đi đâu. Thơm quá. Lửa mới nóng. Chích quắc, chích quắc. Hãy chậm lắm nha. Đẹp quá, đẹp quá. Hai các bạn. Hai các bạn. Các bạn có thấy bố con của Phúc đi chơi có vui không ạ? À, bình thường thì hai bố con của Phúc đi chơi rất là thân. Nhưng mà hình như là Thủy kêu anh bằng bố trước không Kinh? Đâu có, anh kêu em bằng con có, chứ mà. Em nhận anh là bố mà. Nhưng mà thấy bình thường kêu bố con chứ mai mốt mà hai bố con của Phúc mà lên sàn diễn diễn mấy bài hát song ca thì chắc cũng tình lắm á con ha. Các bạn có muốn nghe thử một bài mà Nhạc Hoa Là Việc do chính ông Mập đang quay này viết lời không ạ? Mệt quá, cho nghỉ chút nha các bạn. Bây giờ hát cho các bạn nghe thử một đoạn nha. Một bài của Huy Mập viết lời nha. Hát trước đi con. Ồ, bên như bố hát không? Dạ. Rồi cuộc tình mồ côi đành nghe lòng băng giá thôi. Một ai đó đã nỡ buồn lòng tôi, trách chi người ta đã bỏ thật rồi. Trách chi một người đã ở nơi rất xa.